Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn là một cái bộ xe hai cầu mềm, càng chữ A trước và sau. Bộ này mình chỉ lên phần chuyển động cơ bản thôi, còn phần bánh thì các bạn xem video của bên em thì quá biết là các loại bánh rồi. Thì các bạn chỉ cần xem phần này và chọn bánh là xong thôi, thì mình không đưa lên. Thứ hai nữa là cái phần phanh dầu ấy mình cũng không đưa lên, bởi vì phanh dầu thì cũng chỉ là lắp thêm mà thôi. Ở đây mình chỉ đưa cho các bạn một cái bố cục cơ bản để cho các bạn xem, bao gồm số lùi hai cầu. Số lùi hai cầu là cái màu trắng trắng đây. Đây là cái số lùi hai cầu màu trắng này. Đấy, bốn cái trục lắp mềm. Cái loại này có thể làm cho những cái dòng xe chiều rộng là 90. 90 thì các bạn có thể lắp bánh xe vào bản 20 vào thì nó sẽ lên khoảng 1m13 gì đấy. Cầu dẫn động trước và dẫn động sau. Đối với cái dẫn động trước thì nó vẫn lắp đặt bình thường, sử dụng hệ thống lái hoặc là hệ thống ghi đông thì tùy. Còn đối với cái phần cầu sau, đối với cái phần dẫn động cầu sau ấy thì chúng ta làm cái bộ khóa cái dẫn hướng của nó lại bằng cái sử dụng cái cây rô tin này. Các bạn bắt vào cái ống này và giằng lên khung, thì khi đó là hai cái bánh sau nó sẽ luôn luôn đi về song song và hướng về phía trước. Cái bộ cầu mềm này thì nó rất là đơn giản thôi. Đây là cái phần sọ cầu vi sai này, và đây là cái phần trục lắp này. Trục lắp này là lắp 6 răng, cái phần cắm vào đây là 6 răng này. Còn cái phần này là 24 răng thì phải. Đại loại là nó đồng bộ với cái Meyer mặt bích này. Cái mặt bích này thì có tim ốc là chéo 11 vuông 8 chéo 11 các bạn nhé, thì không có loại vuông 7 và nhân 10 đâu. Thì khi các bạn lưu ý cái phanh đĩa thì các bạn lắp lên đây đấy, là được. Đây là phần chữ A này. Cái chữ A này thì nó chữ A dưới là chữ A này, chữ A trên là chữ A này, và giảm xóc thì bắt ở đây. Phần này giảm xóc mình cũng không trang bị vào đây cả đấy, cái đấy nó cũng tùy theo khung xe, khung sườn đấy. Thì cơ bản nó là như vậy thôi. Lắp đặt thì các bạn vui lòng xem video phía trước mình đã từng đăng rồi. Thì cách lắp đặt là nó như vậy, cũng không có gì khó cả. Đấy. Đây là cái phần số này. Cái này là số dành cho lỗ cốt 19, cốt trục 19. Và nó là dẫn động toàn thời gian các bạn nhé. Có nghĩa là luôn luôn hai cầu. Thì cái này các bạn muốn ngắt cầu thì các bạn phải chế cái phần ngắt riêng ở ngoài, theo em thì cũng không có gì là khó cả. Đây, cái phần lỗ này là trục lớn này, trục 19 này, dành cho những cái máy lớn này, trên máy 150 trở lên đấy, hoặc là máy 150 trở lên là nó dùng cái lỗ này. Thì xe hai cầu thì chắc cũng phải sử dụng đến cái máy to rồi, vì máy nhỏ thì nó cũng yếu nên là người ta không sản xuất cái lỗ 17. Đây là tổng thể của một cái bộ nó như vậy. Bạn có thể mua thêm bớt thêm cái gì, chủ yếu mục đích là em giới thiệu, chứ không bộ này thì chưa hoàn chỉnh cho nên là chưa báo giá. Thì các bạn mua phần nào thì tính tiền phần đấy thôi. Video của em thì đến đây là kết thúc. Các bạn xem video đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên. Các bạn lưu ý là để xem cái video của mình ấy, thì trong cái kênh nó rất là nhiều video. Mình đã phân ra làm các cái danh mục, danh sách phát ấy. Các bạn vào phần kênh và mục danh sách phát. Các bạn xem theo đề mục, ví dụ như mục bánh xe, mục ghế ngồi, mục thủy lực, mục xe 3 bánh, mục 4 bánh, xe 4 bánh điện, xe 4 bánh xăng. Đấy, bánh xe rồi thì đồ trang trí, thì các bạn xem theo cái danh sách phát ấy, thì dễ tìm kiếm những cái video
cần mà dễ tìm kiếm nhất. Đấy là cách xem hết những cái video sản phẩm của kênh. Đấy. Cái hộp số V-Sign này thì có tỷ số truyền là 13/37. Hai cái hộp số này nó đồng bộ tốc độ với nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.